Nghị quyết số 11 của tỉnh ủy Hà Giang xác định phát triển du lịch cần được thúc đẩy và gắn liền với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 đang là mục tiêu của các cấp chính quyền tỉnh quan tâm và nỗ lực phấn đấu đưa thu nhập về du lịch tăng trưởng vượt bậc. Cao nguyên đá Đồng Văn với địa hình đá vôi hiểm trở nằm trải rộng trên 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đây là một trong những vùng đá vôi độc đáo, ẩn chứa những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển, vỏ trái đất với những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc, tính đa dạng sinh học. Nghị quyết số 13 của tỉnh ủy Hà Giang phát triển nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Trong những năm gần đây, nhờ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng tới sản xuất chuẩn Việt Gáp, trồng rau bắp cải và hướng đến hình thành vùng rau chuyên canh đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân nơi đây. Nằm ngay dưới chân ngọn núi Rồng nổi tiếng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, ngôi làng văn hóa Lô Lô Chải chỉ cách cột cờ Lũng Cú huyền thoại chừng khoảng 1 km. Đây là nơi sinh sống, an cư lập nghiệp của gia đình anh Dìu Dì Thuế và đồng bào người Lô Lô, người Mông từ bao đời nay. Anh Dìu Dì Thuế, một người dân sinh sống ở bản Lô Lô Chải, từ khi được là thành viên của Hợp tác xã Du lịch Lô Lô Chải, anh Thuế đã biết tới thế nào là làm du lịch cộng đồng. Ngôi làng Lô Lô Chải hơn 10 năm trở lại đây đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách nhất khi đặt chân tới Hà Giang. Hợp tác xã của chúng tôi cùng nhau xây dựng cho thôn Lô Lô Chải ngày càng sạch đẹp hơn. Chúng tôi hỗ trợ và cùng chia sẻ để nhà nào cũng có khách, từ đó ổn định cho tất cả các gia đình ở đây. Bản Lô Lô Chải có 22 gia đình kinh doanh dịch vụ homestay. Mỗi căn nhà homestay đều được bố trí theo phong cách truyền thống. Hệ thống nhà vệ sinh, bàn uống nước, không gian sinh hoạt chung được bố trí rộng rãi, hợp vệ sinh. Các hiện vật cổ của người Lô Lô cũng được trưng bày tại nhà. Homestay ở đây có phòng cho nhiều người và cũng có cả phòng riêng để phù hợp với nhu cầu. Du khách lưu trú ở đây cũng có thể ăn uống cùng gia đình với những món ăn phổ biến, truyền thống của người dân tộc Lô Lô, cùng vui chơi và múa hát văn nghệ với bản làng. Để thu hút được khách du lịch tới nhiều hơn nữa, hợp tác xã này đã chọn chính điểm nổi bật của bản Lô Lô để tạo nên điểm khác biệt. Tới bản, du khách sẽ được thưởng thức các sản vật do người dân ở đây tự cung cấp, lúa, ngô, rau và gia súc được nuôi trồng theo phương pháp tự nhiên, ít có sự can thiệp của hóa chất. Cho đến khi khách du lịch đông hơn, các thành viên trong hợp tác xã sản xuất nhiều hơn nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc sản xuất an toàn, nói không với hóa chất. Ngày trước gia đình tôi chăn nuôi và trồng rau chỉ để phục vụ gia đình thôi. Nhưng từ ngày có khách du lịch tới đây ngày càng nhiều nên tôi nuôi mấy nghìn con gà đẻ trứng để phục vụ du khách tới địa phương. Gia đình tôi nuôi lợn, trâu và bò. Bây giờ có thôn du lịch Lô Lô Chải nên gia đình tôi nuôi ra đến đâu cũng bán hết tới đó mà không phải mang ra chợ xa bán như trước đây nữa. Kinh tế gia đình tôi cũng khá hơn trước đây rồi. Năm 2022, tỉnh Hà Giang đã công nhận bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn đạt chứng nhận ô cốp 3 sao đầu tiên. Đó là kết quả và là nỗ lực của những người dân ở nơi địa đầu Tổ quốc trong lĩnh vực phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, nâng cao thu nhập cho người dân, từ đó góp phần trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Hà Giang. Riêng đối với làng văn hóa du lịch tiêu biểu, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú thì đã được tỉnh công nhận là đạt chuẩn ô cốp. Theo cái tiêu chí của làng văn hóa về ô cốp thì đây là một cái tín hiệu rất đáng phấn khởi. Thì đến nay thì có thể nói là đối với cái làng văn hóa du lịch tiêu biểu của thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú thì đã thu hút được một lượng khách rất lớn đến với làng văn hóa này. Ở tại trong làng văn hóa thì chúng tôi cũng đã triển khai tới người dân cải tạo chỉnh trang lại nhà cửa rồi khu vệ sinh, làm sao để khách du lịch đến có thể tham quan được cái toàn cảnh của ngôi làng và vẫn giữ được những cái nét kiến trúc truyền thống. Những mái ngói âm dương, những ngôi nhà trình tường cổ kính, những bức tường đá rêu phong. Người Lô Lô vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống từ kiến trúc cho tới trang phục, ẩm thực. Để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan trải nghiệm, Hợp tác xã Du lịch Lô Lô Chải
luôn quảng bá hình ảnh của các lễ hội truyền thống của người Lô Lô thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Lượng khách du lịch đến với địa bàn xã là tương đối lớn và đã thu hút được tương đối đông, và có người dân đã bắt đầu có đem lại thu nhập cho bà con nhân dân, đặc biệt là các cái hộ nghỉ homestay ăn uống ngủ nghỉ tại trên làng Lô Lô. Thì xã cũng tập trung vào các cái nội dung để phát triển nuôi dưỡng du lịch, đó là phát triển các cái mô hình gà để phục vụ cho du lịch, rồi mô hình nuôi lợn nái sinh sản, rồi mô hình bò vũ béo, mô hình phát triển đàn dây. Người dân nơi đây hy vọng rằng du khách đặt chân đến nơi đây rồi bạn sẽ cảm nhận được một không gian trong lành, thanh bình và đậm đà bản sắc văn hóa người Lô Lô. Bản Lô Lô Chải chính là điểm sáng cho phát triển du lịch cộng đồng của cao nguyên đá. Những thành viên trong hợp tác xã Lô Lô Chải sẽ cố gắng đạt được ô cốp 4 sao khi những người dân nơi đây cùng nhau xây dựng thương hiệu du lịch xanh, giữ gìn văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ hơn trong giai đoạn tiếp theo. Phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế gắn với nâng cao nhận thức và đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững, phát huy văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc bản địa. Tưởng chừng nơi miền Sơn Cước chỉ có đá và núi, sẽ chẳng có gì ngoài những nương ngô vươn mình trên kẽ đá. Nhưng khi đến với xã Sảng Tùng, Đồng Văn mùa này, một vựa rau xanh hiện hữu, trải dọc từ miền núi đến thung lũng mênh mông. Gia đình bà Dính đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng rau và hướng đến hình thành vùng rau chuyên canh, đặc biệt là trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Với vựa rau này, gia đình bà Dính đã có cuộc sống ấm no, kinh tế ổn định. Diện tích trồng bắp cải của gia đình tôi vào khoảng 1 hectare, sau 2 tháng thu hoạch khoảng 40 triệu đến 50 triệu đồng mỗi vụ. Tổ hợp tác triển khai về trồng rau, bón phân theo đúng thời vụ. Phân chuồng chúng tôi cũng phải ủ hoai mục đúng thời gian, ủ cùng thêm cát, chấu để bón cho cây mới đảm bảo rau thu hoạch là rau sạch, an toàn khi bán ra ngoài. Xã Sảng Tủng được mệnh danh là vùng đất chỉ có đá và quanh năm mây mù bao phủ. Người ta không nghĩ rằng mầm rau xanh có thể sinh trưởng ở vùng đất này. Khí hậu khắc nghiệt và chỉ có thể trồng được một vụ ngô, nhưng Ủy ban Nhân dân xã Sảng Tủng mạnh dạn đưa ra nghị quyết cùng bà con, thành lập các tổ hợp tác rồi lên tới hợp tác xã, thử nghiệm trồng rau bắp cải trên cao nguyên đá. Cây bắp cải sinh trưởng và đạt năng suất vượt kỳ vọng. 20 hectare bắp cải thay thế cho 20 hectare đất bỏ không, vì chỉ trồng ngô một vụ. Từ một xã nghèo khó, nay Sảng Tủng đã thoát nghèo nhờ vào mô hình kinh tế tập thể. Họ đã đoàn kết để làm giàu, để tạo nên một diện mạo mới cho quê hương mình. Thế mà nó tính ra là nó vào cái thu hay là nó gấp đôi ngô là 2-3 lần. Vì là nó bà có cả thấy là mình chuyển đổi sang cái cây bắp cải là nó có cái lợi nhuận hơn, thì bà có cũng đồng tình ủng hộ. Thôn Sĩ Đồng Bê này so với các cái thôn khác và cái xã khác ấy, thì về cái phát triển trồng cái rau bắp cải trái vụ này ấy, thì như vậy là quanh năm ấy, so với thôn khác thì nó sẽ phát triển tốt hơn, và nó là phụ thuộc về cái thổ nhưỡng ấy, của địa hình ấy, của địa bàn của thôn ấy, nó phù hợp. Rau được người dân trồng bằng phân chuồng, không sử dụng thuốc trừ sâu nên thị trường trong tỉnh Hà Giang rất ưa chuộng, thậm chí một số thương lái đến tận vườn để thu mua. Điển hình như thôn Xéo Lủng B có 63 hộ, gần như đều tham gia trồng rau, chủ yếu rau bắp cải, tạo ra những thung lũng rau xanh ngắt, trải dài, và hiện nay đang là thời điểm thu hoạch của vụ rau, với giá dao động từ 13 đến 15.000 đồng 1 kg. Theo đánh giá, năng suất 1 hectare đạt 64 tạ, trừ chi phí và công chăm sóc đem lại thu nhập trên 30 triệu đồng 1 hectare. Bên cạnh việc bán ra thị trường, thì các hộ dân nơi đây còn tận dụng được các lá rau già để phục vụ phát triển chăn nuôi hộ gia đình. Và trong thời gian tới thì cũng tiếp tục vận động nhân dân tiếp tục thực hiện trồng và phát huy cái bắp cải, và trồng để giữ nguyên là cái bản chất, và không tuyên truyền cho nhân dân là không sử dụng các chất hóa học và các chất kích thích để đảm bảo cái thương hiệu của cây bắp cải của xã nhà. Qua việc phát triển cây rau bắp cải tại xã Sảng Tục cho thấy người dân đang biết sử dụng hiệu quả
trên cùng một đơn vị diện tích đất sản xuất, nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp, từng bước xóa đói giảm nghèo cho người dân xã Sảng Tùng, tạo ra sản phẩm rau sạch đảm bảo vệ sinh và thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng trong và ngoài huyện, làm thay đổi nhận thức của người nông dân, chuyển từ tập quán canh tác truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm rau sạch, rau an toàn xã Sảng Tùng.